Con này hình như đã từng gặp mặt ở đâu rồi ha. Mặc kệ đi, để nói cho cả bạn thua thì thường hay gặp Diễm Phúc mà. Vodka Lam, không có lấy vodka chỉ lấy Lam. Tức là uống trà đá rồi. Xin cơ để tôi tự giới thiệu nha. Tôi là người đã từng lường danh ở chim xa chửi. Làng quế phường cũng biết tôi mà. Tuy tôi phong lưu nhưng mà không có hạ lưu. Tôi rất sexy nhưng không có ai chán ghét tôi hết. Có người gọi tôi là Richard. Ở Hồng Kông tôi rất là có phong độ, là tiểu tiền phong đó. Nổi tiếng như cồn ở trên giường. Tên họ của tôi là Trung Sở Hồng. Xin cô hãy chỉ dạy. Thằng Tưởng à, anh nói nhiều quá rồi. Who's talking? À, tôi nói sót cái gì? Còn sót là anh là vô địch ở khu đường miễu, chém chè ở thành Trung Quốc, phong độ oai hùng, có rảnh thì bóp vú người ta. Thấy gái là lết tới gần, chơi đỉ xong á thì lại không trả tiền. Ai mà không biết mặt mũi của anh chứ. Nhưng mà khi lên giường á thì anh chỉ sát chiến được có một phút thôi. Cho nên người ta gọi anh là Bách Độc Lan Quân Sát Thủ Hùng. Anh bạn. Gì? Dư luận sẽ đánh giá cân bằng. Anh đi hỏi các người ở đây có ai mà không biết tôi. Tôi là một vị quân tử, đừng có nói tầm bậy nha. Được. Ê các vị, các vị, vị này là một đấng nam nhi quân tử sát thủ hùng. Yeah. Nhà anh bạn, cô là bạn gái của tôi. Tôi bạn 1 triệu nha. Anh đã ăn hết tiền của tôi rồi, còn muốn tôi làm gì nữa đây? Anh đem mặt ni lông làm gì? Đúng là thứ của tôi rồi. Quên, anh bạn đừng có vu oan tôi. Tôi không dùng những thứ này đâu. Không phải là của anh. Vậy cô gái này. Anh đừng có gạt người ta nha. Cái quần tôi đang mà không lẽ tôi không biết hay sao? Để tôi kéo lên cho anh coi nè. Đây nè. Quần này của em đó. Hả? Anh thiệt là đê hèn. Ôi, thôi chơi xong muốn bỏ đi à hả? Đệ tử ra tay. Ôi, đẩy cái ra tay đi. Mau lên, mau lên đi. Ôi, nè. Anh có nhiều đệ tử như vậy, bộ ý đồng hiếp ít hay sao chứ? Anh có biết luật lệ ở đây không? Ở đây đánh thắng là anh hùng, đánh thua là anh hùng rơm. Giang địch. Sorry. Bản lĩnh cao cường thật. Chị Liêm về trước đi. Ok, bye bye. Cần gì phải đông người vậy hả? Trời. Đứng lại. Đừng lại. Cái tuổi khốn nạn này đuổi bắt hai người tới bây giờ còn chưa có về, thiệt tình quá. Muốn chạy, chạy hả? Đưa đây. Được, được rồi. Xin đừng có đánh tôi nữa nha. Sao? Để nè, cho tôi nói vài lời cũng được không? Tôi đó cùng lắm là thành trà cầu cấp ở trong giám ngục. Xin anh hãy nể tình tôi một chút nha. Hả? Có quyền giỏi lắm hả? Nếu mà tụi anh lột vào trong tay của tôi, bị bắt vào trong khám thì tôi không có nể tình đâu ạ. Có lo. Thầy bói đã bói cho tôi rồi. Nói tôi suốt đời không bị ở tù. Chết đi. Đại ca kìa. Đại ca kìa. Thì ra là đại ca. Tụi mày không có nhận ra tao sao? Hai cái thằng chó đẻ này. Nếu mình lọt vào trong tay của tao, tao sẽ cho tụi bay biết tay một lần. Đánh cho nó tưởng một lần mà. Về nhà má của nó cũng nhận không ra được. Hả? Tưởng làm thanh tra giỏi lắm sao? Tôi không tin đánh nó như vậy là bị ở tù. Sư phụ của mình có dạy, đừng nói những lời quá cực đoan. Sư phụ của tụi anh nói đúng rồi. Làm gì đó? Anh Tô,
Tại sao đánh chúng tôi như vậy hả? Dù là bị các anh bắt được thì lại bị bọn thì trả 30%. Cần gì phải đánh người ta như vậy chứ? 30%? 30% có bao nhiêu chứ? Chỉ được hơn 1 triệu thôi. Cần gì lưu giữ tổ này đến đây? Anh muốn sao? Tôi không cần anh trả lại 1 đồng xu. Chỉ cần anh giúp tôi một việc. Tại sao tôi phải giúp cho anh? Tại vì anh không thể lựa chọn. Đồ khốn nạn. Anh muốn gì? Tôi muốn vào trong ngục lừa gạt một người. Vào trong ngục? Anh điên rồi. Lần sau tôi không đâm vào đùi của cổ đâu. Tôi sẽ đâm vào mặt của cổ. Đừng làm ẩu nha. Được rồi. Tôi hỏi anh, muốn gạt người nào? Một lão già đang ở trong tù. Ông họ Tôn, biệt hiệu Robinson. Hồi trước làm việc cho tôi, nhưng lại thích trộm cắp. Sau đó tôi đuổi ông ta ra. Ông ăn cắp công trái phiếu của tôi đáng giá 300 triệu rồi mất tích. Anh kêu ông này vô trọng giết anh ta thì được rồi. Cần gì dạy tôi? Người tôi vào trọng sẽ đánh gãy 4 cái xương sườn của ông. Ông vẫn không chịu nói. Chỉ có thể dụ dỗ, không thể dùng bạo lực. Làm bị bợm có tài như anh, chắc chắn sẽ có cách gạt được ông ta. Được. Tôi hứa với anh lập tức đưa bạn tôi vào bệnh viện đi. Đi xuống mời bác sĩ lên đây. Dạ. Tôi hẹn anh trong thời kỳ 1 tháng. Phải lấy được phiếu con trái trong tay của ông. Ở trong ngục có một thằng tên là Khủng Long, nó sẽ giúp đỡ anh. Sau khi thành công, tôi sẽ cho anh thêm 10 triệu nữa. Nên nhớ, đừng có đi báo cảnh sát nha. Không có lợi cho anh đâu. Hai, anh Văn Định, mạnh giỏi chứ. Hoan nghênh anh tới đây đó. Anh muốn làm gì nữa đây? Đây là công cụ thông ống cống rất tối tần đó. Tần Tử Đại Thiên Dương, khi anh ta qua bên kia đi, cởi quần anh ta ra để tôi thông cái cống của anh cho sạch sẽ nha. Hả? Ui, anh xuống. Ui, anh xuống đi. Cái đó đi. Cậu à, sao lần này cậu chửi đất cho cháu lại vui mừng như vậy? Hả? Chửi đến rất hết sắp giấy luôn rồi. Ui, kéo quần lên đi. Mau cái máy đi rửa đít. Anh Văn Địch, hoan nghênh, làm ơn lấy hết những cái gì trên mình của anh ra đi. Nè, tôi đã trần như vậy, còn giấu giếm gì được chứ? Hình như là còn có một cái hang gì đó. Chúng tôi muốn biết ở đằng sau của anh còn có cái gì nữa. Xin mời. Qua đây. Hy vọng sản phẩm khoa học tối tân này sẽ thích hợp với anh. Sếp Chung. Sếp Chung. Sếp Chung. Chào sếp. Chào sếp. Anh ta bị xử tội hiếp dâm, cần gì phải tốn công sức vậy? Đâu phải. Tội nhân này rất xảo quyệt, tôi muốn định xét cho kỹ thôi. Trong kia còn một tội nhân xảo quyệt hơn. Anh đi xét người ta kỹ đi. Đồ khốn nạn, đến cản trở tao trả thù à. Trung tiêu, trung độc rồi, nghẹt thở quá. Tôi làm hô hấp nhân tạo cho anh nha. Đến cái giường sao chót. Có khách đến. Chuyện gì đó anh hai? Chuyện gì? Anh là Tiền Văn Địch hả? Dạ phải. Bình thường người ta gọi tôi là ông Tiền. Có gì chỉ dạy hả? Nghe nói anh bị tù tội hiếp dâm hả? Phải. Không phải. Tôi đang để cái đó ở đó. Ai về đâu cô gái đó nhảy bổ tới, không xê không dịch và trúng ngay cái chỗ đó thôi à. Anh bạn à, tôi thấy anh kêu căng đó. Em đâu có dám chứ. Ở đây bọn tao chuyên môn đối phó với những kẻ kêu căng. Vậy thì tốt, tốt quá. Thù này nhất định phải trả, không trả không phải là người. Ôi chào sếp. Tăng. Bình yên vô sự chứ hả? Dạ như thường sếp. Thiệt sao? Để nhìn kỹ chưa?
Không tin sắp qua đi. Coi này, ghê quá hả? Ghê quá, thằng này lạ thiệt á. Tôi hả? Thưa sếp, không có thuốc hút tôi đã khó chịu. Chú muốn nhân lúc cháy nhà đánh cướp người ta hay sao hả? Chờ điếu thôi nha. Ôi nè nè, cho anh điếu thôi. Con tụi nó kìa. Đang làm gì đó? Cái đó, biết công lại. Wow, sao hay bởi vậy tụi nó làm gì đó? Kỳ đó, cái đó biết công lại. Chỉ cần các bạn cố gắng học tập, lợi dụng thời gian rảnh ràng, tập luyện nhiều lần, tôi nghĩ là các bạn đây vẫn có thể làm được. Nhất định là sẽ được. Hay quá. Cảm ơn sếp đã đem tiền vào đây để mà chỉ điểm cho chúng tôi. Cảm ơn sếp. Anh nói sai rồi, anh ta bị tôi hiếp dâm đó. Bị hiếp dâm đâu có sao đâu chứ, tội gì đâu. Tại sao các anh không có cho anh ta một bài học? Sao không thấy lấy dép đến anh ta vậy? Dạ đâu dám. Bí quyết là ở cái chỗ kéo giãn cái gân ra, có biết chưa hả? Cái gân gì? Gân gì? Tôi đi đại tiện cái đã. Quang Quang. Hả? Anh giãn hết, giãn hết cái đám anh em ra ngoài đi. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Lẹ lên. Tụi anh nói chuyện như vậy với quan trưởng sao? Đi ra đi.